Bước một tốt, cơ hội phản công biên 4. Quá khủng khiếp. Tình huống đập bóng tuyệt vời đến từ vị trí của Nguyễn Ngọc Quân. Bật bóng rất khó chịu của Huy Quân. Tình huống đập bóng tốt đến từ vị trí của Quý MC. 2-1. Hai vòng dành cho Hiếu Hải. Tốc độ 1080 giúp em với. Bóng trong sân. Đây mới chính là Tú MC. Đây mới chính là Tú MC mà tôi từng biết. Những tình huống quạt bóng tốt của Tú MC. 3-1. Xích mọc rồi. Vâng, và xử lý con kéo cái tình quái của Đinh Văn Thủy. Số 1, đây rồi, Quý MC. Vâng, bóng đi ra ngoài nhưng đã chạm vào tay chắn rồi. Bóng đi ra ngoài nhưng đã chạm vào tay chắn bên phía của các chàng trai Tùng Văn Môn. Chịu, anh Lê Bảo Trung ơi, em chịu ấy, lấy đâu ra mà được gái quạt cho đấy, ngồi nóng bức như thế này. Đông đánh là như ấy, không có ai. Lăn lưới rồi, lăn lưới rồi. 3-4. Cảm ơn Lê Bảo Trung đã có những chia sẻ thực sự rất anh con anh ở trọng đấy tôi anh lên sóng chạy. Ôi bậy bậy anh ơi, bậy quá bậy rồi. Và xử lý tốt đến từ vị trí của Hoàng Xuân Trường. 5-4. Bước 1 rất tốt của Nguyễn Ngọc Thuần biên ơi. Vâng, tình huống ba bốn Cường đã bị bám chặt thành công. Và bây giờ thì tỷ số là 6-4 dành cho bên phía của team Hiếu Hải. Phía của team Hiếu Hải nằm trong khuôn khổ của giải bóng chuyền 4-4 tranh cúp dòng Lộc Triệu Anh lần thứ 3 năm 2023. Quá hay đến từ vị trí của Hoàng Xuân Trường. Và tỷ số giờ là 7-4 rồi. Bây giờ thì tỷ số đang là 7-4 dành cho bên phía của team Hiếu Hải. Họ đang hồi sinh ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Thực sự trận đấu đang trở nên vô cùng hấp dẫn. Biên 4. Còn tình huống xử lý chen chắn của Ngọc Tuấn. Và tỷ số giờ đang là 5-7. Tình huống phát bóng khó chịu. Và đó là pha phát bóng đầy khó chịu của Huy Quang. Sao vậy? Phát bóng rất khó chịu vào vị trí. Đã có tình huống bám chắn chạm lưới của Ngọc Tuấn. Rất đáng tiếc, 8-6 rồi. Bước 1 rất tốt rồi, cơ hội phản công. Tình huống đập bóng rất tốt của Ngọc Tuấn. Vâng, thậm chí rằng bóng trong sân và kể cả là chạm tay nữa. Nói thật là trong bóng vừa rồi tôi có cảm giác là bóng đã chạm tay. Tám đều dành cho bên phía của Tùng Văn Môn. Quá tuyệt vời, bây giờ đang đánh máy. Tình huống phát bóng rất khó chịu của Huy Còn. Bây giờ bên phía của Hiếu Hải đang phải thiếu khi tập trung. Ngay sau đó thì Huy Còn lại phát bóng đi qua, đi ra ngoài. Đội trưởng của vận động Xây dựng Bình Dương, tôi luôn tin cậu ấy. Tình huống sẽ phát bóng tiếp theo của Tú MC. Phát bóng tốt. Bước 1 là cũng tốt rồi. Ngọc Tuấn. Bóng thủ tốt rồi. Bóng vẫn còn. Quý ơi. Không được. Đó là pha xử lý và án điểm dành cho bên phía của Vận động Xây dựng Bình Dương trong màu áo của Hiếu Hải. Pha xử lý quá tốt đến từ vị trí của Quý MC. Tình huống mà Bùi Văn Cường đã thực sự không tập trung cho pha bóng vừa rồi. 18 dành cho bên phía của các chàng trai Hiếu Hải. Kiếm cho Bùi Cường giật mình anh em ơi. Ui ơi. Đây rồi. Vâng, đó là pha bóng đọc thành công của Quý MC. 11-8 dành cho bên phía của Hiếu Hải. Các bạn có thể thấy mọi chuyện đều có thể xảy ra. Có một điều chắc chắn là không có điều gì chắc chắn cả. Ngay cả cả đội bóng Tùng Văn Môn cũng đang thực sự phải run sợ. Đâu mà hay. Đáng tiếc tình huống phát bóng chưa qua lưới của Tú MC. Đâu mà hay dưới nè co đờ. Xin chào co đờ nha. Một phút của Quý MC. Biên 4 của Hoàng Xuân Trường. Vâng, pha xử lý tuyệt vời của Hoàng Xuân Trường.
lại liên tiếp va chạm. Nhưng cuối cùng thì Công Bằng may mắn gặp nhau ở tại vòng 2 và đối đầu với nhau. Được một tốt của Nguyên Ba Đùi. Ngọc Thuân. Đây rồi phản công Quý MC. Quý MC. Vòng có điểm dành cho bên phía của Hiếu Hải. Và thêm một điểm số nữa, 13-9 rồi. Trong hiệp thi đấu thứ hai này, và rõ ràng đây thực sự là xứng đáng một trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Qua 29 chiến công. Quý MC. Vòng quay là đã có điểm set boy. Có điểm set boy dành cho bên phía của Sinh Trai Trai Yêu Ai. 14-9 rồi, 14-9 rồi. Quá tuyệt vời. Quá ghê gớm các bạn ơi. Tú MC đã bực rồi. Tú MC mà bực là có chuyện đó các bạn ơi. Mình không tin điều đó đâu. Tốt của Nguyên Ba Đùi. Cơ hội bóng con, bóng con. Cái lúc mà bóng chưa thành công. Ngọc Thuân. Đây rồi, cơ hội để tổ chức phản công dành cho bên phía của team Hiếu Hải. Cơ hội, Tú MC. Vâng, bóng trong sân rồi. Bóng trong sân. 10-14. Cơ hội là không còn thực sự lúc này. Theo tôi nghĩ thì huấn luyện viên trưởng Quang Trưởng cần phải tính toán cho hiệp thi đấu thứ ba. Tôi nghĩ là như vậy. Thực sự điểm chạm này thì rất khó nói, nhưng điều quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Điều nào cũng có thể xảy ra các bạn ạ. Vậy đây là pha phá bóng của Ngọc Phương. Bóng ngoài mất rồi. Bóng đó và bóng đi ra ngoài. Và đúng là như vậy. Bây giờ thì trận đấu đã được trở về vạch xuất phát. Hai đội sẽ là chúng ta chuẩn bị để cho hiệp thi đấu thứ ba bắt đầu. Và đó là tình huống phân bóng ăn điểm hay. Ai chê Tố MC đâu? Ai chê Tố MC đâu ạ? 1-0 dành cho bên phía của team Hiếu Hải. Phạt bóng rất khó chịu. Ngọc Thuân. Phạt bóng rất tốt đến từ vị trí của Ngọc Thuân. Vâng, một đều dành cho bên phía của team Tùng Vân Môn. Bây giờ sẽ là tình huống phát bóng đến từ vị trí của Huy Con. Ok cậu. Đúng một tốt của Quý MC biên hay. Vâng, pha đá bóng tuyệt vời của Quý MC. 2-1 rồi. 2-1 dành cho Hiếu Hải. 2-1. Đây rồi. Một tốt. Ngọc Thuân. Không vẫn trong cuộc. Bùi Văn Cường. Vâng, đó là bóng và là bóng tốt của Bùi Văn Cường. Ai nào? Vâng, nảy dây lên rồi. Quả đấy là nảy dây chính xác. Chính xác các bạn ạ. Sự chán rồi. Điểm số thuộc về Tùng Văn Môn. Điểm số hiện tại là 2-0. Phạt bóng rất khó chịu của Huy Con. Xuân Trường. Bóng vẫn trong sân. Anh đây. Đúng. Tùng ơi. Bóng vẫn còn. Xuân Trường. Bóng vẫn còn của Hoàng Xuân Trường. Và tỷ số là 3-2 dành cho bên phía của team Hiếu Hải. Bây giờ sẽ là tình huống phát bóng đến từ vị trí của Tú MC. Đây đây. Có bóng tiền không? Vâng, pha đá bóng tốt đến từ vị trí Ngọc Thuân. Có tỷ số giờ là 3-3. 3-3. những chàng trai thuộc đội mạnh. Các bạn không quá xa lạ nhau nữa. Các bạn không có việc gì phải xa lạ nhau nữa. Những tay em không sợ hỏng đâu. Mình sẽ làm điều phải trả giá thôi. Có hỏng thì chắc cũng ăn. Rồi, là 3-3 anh em ơi. Vâng, pha bóng khó chịu. Vâng, sự tinh quái của Kiệt MC. Và bộ bóng rất khó chịu của anh Kiệt. Đó anh Kiệt, chàng trai sinh năm 2003. Đó là một tình huống bùn. Một tình huống bắt một nơi từ vị trí Bùi Văn Cường. 5-3. Đừng đua anh ơi, không thể nào mà đua được. Ai chê Tú MC đâu. Tập trung lên. Bất ngờ đã xảy ra. Ch-
Bóng tốt tốt của Nguyên Ba Đùi. Ngọc Thuân. Và đó là pha bao thành công sau 3 rồi. Hai đội sẽ đổi sân, hai đội sẽ đổi sân. Rất khủng khiếp. Bốn chạm lưới rồi. Cũng là một tình huống chạm lưới rồi. 4-6 dành cho bên phía của các chàng trai Tùng Vân 1. Tùng MC đi rừng xanh rồi. Bước 1 tốt. Cơ hội phản công Quý MC. Vẫn còn, vẫn còn. Còn. Tiếp tục là Quý. Kinh nghiệm và đẳng cấp của chàng trai này là không thể chối từ. Cậu là một AD quá tốt. Tốt rồi. Bóng vẫn còn. Cái gì vậy trời? Vâng, đang có quá nhiều khó khăn dành cho các chàng trai của Tùng Văn Môn. Đánh băng cách nghiệt ngã của thể thức này. Hơi hướng làn gió. Bóng chưa qua lưới đến từ vị trí của Tùng MC. Quá hay luôn các bạn ơi. Tùng MC đã rất cần những cái like của anh em ơi. Xuất sắc rồi. Like giúp mình anh em ơi. Ngay kể cả bây giờ Huy Quân cũng vẫn bóng chung vào lưới. Rất đáng tiếc và tỷ số giờ. Điểm số dành cho bên phía của Tùng Hoài 9-5. Và chỉ còn 2 điểm số nữa thôi thì các chàng trai yêu Hải họ sẽ góp mặt vào chơi trong trận bán kết. Cực kỳ căng. Vậy đó là cực kỳ căng anh em ơi. Thẳng vào vị trí của Huy Quân. Bóng trong sân, bóng trong sân. 69 69 69. Cơ hội để bên phía của các chàng trai Hiếu Hải họ có được điểm match point. 69 cho Tùng Văn Môn. Quá hay luôn ông ơi. Cũng có phát bóng đến từ vị trí của Nguyễn Ngọc Thuần. Ui giời ơi, bóng rất căng của Ngọc Thuần. Rất căng nha em ơi. Để rồi, cơ hội để tổ chức phản công. Cơ hội, Duy Tiến. Duy Tiến. Vâng, có thêm điểm số thứ 7 dành cho bên phía của Tùng Văn Môn. Giờ sẽ là tình huống phát bóng tiếp theo đến từ vị trí của Ngọc Thuần. Và đã có điểm này rồi. 17 dành cho bên phía của Tìm Hiếu Hải. Tú MC, Tú MC đi rừng xanh thật sự rồi. Và bây giờ là Mass Boy dành cho các chai bên phía đội bóng Hiếu Hải. Lên đó thôi. Còn như mong một cần cho mình tới tận 4 điểm này. Ui dồi ôi. Quá ghê lắm các bạn ơi. Các bạn đã vào chơi trong trận bán kết quá xuất sắc. Ui trời ơi. Nghiệt ngã là đến đối với lại đội bóng Tùng Văn Môn. Làn gió miền Bắc vẫn chưa thể làm điều gì khác cả. Tiếp tục các bạn phải dừng bước ở giải bóng bán kết tứ kết. Kết thúc rồi, kết thúc thật sự rồi. Ok, vậy luôn à? Chờ đã. Cảm ơn. Ok, vậy nha, cảm ơn nhé.